Chào mừng các bạn đã đến kênh 15 phút review. Xin lỗi anh em nhé, mình cũng muốn ra chuyện dài lắm, nhưng mà không có được, phải chờ tác giả viết tiếp. Tác giả viết một hai ngày chỉ có một chap thôi, mà một chap mình làm ra chỉ được 4 đến 5 phút, nên phải chờ mấy ngày dồn lại mới được một video mười mấy phút. Các bạn thông cảm cho mình nhé. Với lại, Tiêu Viêm đã đạt tới bất hủ, nên bây giờ phải cần ngộ đạo để đột phá, nên mấy tập về sau có hơi nhàm chán xíu nhé. Ở tập trước, sau khi Tiêu Viêm tiến vào tạo hóa động phủ để ngộ đạo, lúc này hắn đã nhận một đứa con nuôi tên là Tiêu An sau khi tiêu viêm cứu tiêu an khỏi mấy đứa nhóc chấn lột tiêu an bất ngờ lên tiếng nói cha con muốn học võ không nghĩ an nhi muốn học võ dạng này về sau liền có thể bảo hộ cha còn có ti nhân tiểu đệ tiêu an lắc đầu nghiêm túc nói tốt người muốn học cái gì đều có thể tiêu viêm cười đáp lại sau đó mấy năm về sau tiêu an lúc này cũng đã lớn lúc này hắn đang đứng trên võ đài đối mặt rất nhiều đối thủ cao hơn hắn tiêu an vẫn như cũ huyết khí phương cương cùng hắn chiến đấu hăng hái bất quá cuối cùng tiêu an vẫn như cũ bị thua thảm thiết mỗi lúc này cha của hắn là tiêu viêm sẽ xuất hiện đem hắn cõng lên cha ta có phải là không có thiên phú tập võ hay không tiêu viêm lúc này nhìn đã không còn trẻ nữa khí chất của một loại người đàn ông trung niên ở trên người mọc ra sợ dâu nhìn sau thời điểm mới tới già đi rất nhiều người muốn từ bỏ tiêu viêm hỏi không có chẳng qua là cảm thấy làm cho cha mất mặt tiêu an ở trên đài tỷ võ vô luận như thế nào đổ máu thụ thương chưa hề chảy qua nước mắt chỉ là thời điểm ở phía sau tiêu viêm cái ấm áp kia tựa hồ để cho Tiêu An cảm thấy áy náy, không cần để ý ánh mắt người ngoài, người sống trên đời vì chính mình mà sống, người tuổi còn nhỏ, còn rất nhiều thời gian rèn luyện, chuyện muốn làm không cần quay đầu nhìn, đợi ngươi 18 tuổi về sau, cha mang ngươi ra ngoài đi lịch luyện, Tiêu Viêm cõng Tiêu An, trong lúc nói chuyện lại là không có tiếng vang, quay đầu nhìn lại, không biết khi nào đã ngủ thiếp đi, nhiều năm về sau, Tiêu An đã trưởng thành là thanh niên, mặc dù không tính cường đại, nhưng thân hình cường tráng cũng là hơi có sở thành, đến lúc lâm đông thành trên không xuất hiện hai vệt cầu vòng toàn bộ lâm đông thành cũng đang run sợ tiêu an kích động đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn hai thân ảnh kịch đấu giữa không trung phi hành bọn hắn hẳn là chính là thần cấp trong truyền thuyết tiêu an thần sắc kích động thân thể run rẩy mà tiêu viêm thì lại yên lặng ngồi ngay ngắn làm nhẹ một ly trà cốc giã tay rõ ràng mặt đất cũng đang run sợ có thể cái bàn trước mặt tiêu viêm lại vẫn bình ổn như cũ tiêu an giờ phút này hoàn toàn bị chiến đấu kịch liệt trên bầu trời hấp dẫn nhưng vào lúc này giữa không trung một đạo cự trưởng hơi mờ gờ thép mà xuống nhất thời trong thành hỗn loạn tưng bừng gió lốc nhắc lên, nếu như trưởng này thật sự rơi xuống Lâm Đông Thành, chỉ sợ chí ít thương vong hơn phân nửa, cha, chạy mau, trong nội tâm, Tiêu An giật mình nhìn xem cự trưởng giữa không trung trên gào thét mà đến, đây cũng không phải là cấp độ hắn đủ khả năng sánh bằng, Tiêu An thậm chí còn không có tiếp xúc đến đấu khí, chạy trốn được sao? Tiêu Viêm lắc đầu, nhìn xem cự trưởng chớp mắt mà tới, Tiêu An run rẩy, hắn bất quá chỉ là thiếu niên, thời điểm mặt đối với nguy cơ sinh tử, lại như thế nào không sợ, bất quá nhưng vào lúc này, cự trưởng bỗng nhiên đình trệ ở giữa không trung ầm vang nát đi, hai người kịch chiến giữa không trung đều là thân hình trì trệ, mãnh liệt nhìn về phía Lâm Đông Thành, các hạ muốn ngăn cản chúng ta, hai người đình chỉ chiến đấu, đến tột cùng là trực tiếp nhìn về phía Lâm Đông Thành, mục quang lãnh lệ sát ý lẫm liệt, thời điểm uy áp của bọn họ tràn ra, làm cho trong thành tất cả mọi người không khỏi cúi người quỳ lạy, Tiêu An cũng là như thế, bất quá ngay tại thời điểm hắn không kiên trì nổi, một cái cánh tay đem hắn nâng đầu lên, nhìn lại chính là cha của hắn, đi thôi, cũng là thời điểm chúng ta rời đi, tiêu viêm nói ra mà tiêu an vẫn cho là cha của hắn chỉ biết y thuật theo bàn chân tiêu viêm hướng về phía trước đạp mạnh tiêu an chỉ cảm giác được thân hình của mình đằng không mà lên đi tới phía trước hai người tiêu an cúi đầu xem xét đã là đi tới cách xa mặt đất mấy trăm triệu không trung thiếu niên ánh mắt run rẩy hắn không thể tin được một màn trước mắt này để cho hắn càng thêm kinh ngạc chính là phụ thân của mình nguyên lai là tồn tại cường đại như thế dám ngăn cản hai người chúng ta chiến đấu vậy liền trước hết là giết ngươi hai người tự hồ tại thời khắc này ngược lại là đoàn kết, trực tiếp mặt hướng Tiêu Viêm, hóa thành hai vệt cầu vòng nhanh chóng chạy tới, cha cẩn thận, Tiêu An khẩn trương hô, chỉ thấy thời điểm hai người gần tới, Tiêu Viêm chậm rãi giơ cánh tay lên, hướng khoảng trống một chỉ, ầm um, ầm, um, đánh tới hai vệt cầu vòng, hai người thân hình đều là chi trệ, sau đó trực tiếp nổ thành huyết vụ, Tiêu An kinh ngạc nhìn xem một màn này, mà Tiêu Viêm xuất thủ cũng bị Lâm Đông thành vô số ánh mắt đang nhìn thấy, mẫu thân của Ti Nhân cũng ở trong đó, nữ tử thở dài một hơi, nhưng trong mắt cũng không tỏ vẻ kinh ngạc. Tựa hồ sớm đã đoán được, Tiêu Viêm cũng đã đáp ứng Tiêu An, sau khi đến 18 tuổi dẫn hắn đi trên thế giới này một chút, cha, người rất mạnh sao, tiêu an hỏi, tiêu viêm nhìn xem tiêu an nhẹ nhàng gật đầu, coi như không tệ đi, hắn mang theo tiêu an đi tới trước một ngọn núi, là một ngọn núi cao nhất trong dãy núi này, bò lên trên núi này, người tự nhiên là có đáp án mong muốn, tiêu an ngẩng đầu, nhìn xem cái núi cao vạn trượng này, ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị, cứ như vậy, một đôi phụ tử đã bắt đầu hành trình leo núi. Núi này rất cao, đối với phàm nhân mà nói, không chỉ có là khảo nghiệm thể lực, lại càng khảo nghiệm ý chí lực, Tiêu An Tử nhỏ tập võ, mặc dù không được đấu khí, nhưng thân thể coi như rất ổn, nhưng khi hắn cảm thấy cũng đã đi qua gần nửa, ngẩng đầu nhìn tới, cái đỉnh núi kia vẫn như cũ giấu ở trong tầng mây, độ cao không ngừng lên cao, ngoại trừ leo lên, nơi này gió thật to với lại gió rét lạnh thấu xương ánh mắt tiêu an kiên nghị bởi vì hắn tin tưởng tiêu viêm trên đỉnh núi có đáp án mà hắn mong muốn mặc kệ tiêu an là nhanh hay chậm tiêu viêm thủy chung ở phía sau hắn dưới chân hòn đá bỗng nhiên trượt đi tiêu an không thể khống chế Toàn bộ thân hình chính là lật lăn đi, mà Tiêu Viêm cũng không xuất thủ tương trợ, đến lúc bắt được một cây thụ đằng mới để cho thân hình dừng lại, lúc này Tiêu An toàn thân vết thương trồng chất, Tiêu Viêm nhìn xem Tiêu An, ánh mắt nghiêm túc, hắn không nói gì, cho dù Tiêu An hốc mắt hồng nhuận phơn phớt, đây là phụ thân của hắn lần thứ nhất không có xuất thủ trợ giúp hắn, cảm thụ đau đớn trên người, Tiêu An minh bạch, qua nhiều năm như vậy, chính mình tập võ chịu tổn thương, sở dĩ không có đau đớn như vậy, tất cả đều là cha của hắn lấy tay nâng phía sau lưng của hắn, chính mình chưa hề cường đại hơn, hắn kỳ thật một mực đều rất nhỏ yếu, nghĩ tới giờ khắc này tiêu an cắn răng lại lần nữa từ chỗ rơi xuống tiếp tục hướng trên bò đi tiêu viêm nhìn xem tiêu an thời điểm quay đầu đi trong mắt có chút phức tạp cái tạo hóa động phủ này đều phát hiện tuy là huyễn cảnh nhưng nó cực kỳ chân thực đồng thời trải qua hết thảy đều là ẩn chứa chân lý trong đó về phần cái chân lý này là thế nào tùy thuộc vào cách nhìn của tiêu viêm cũng giống như hắn vốn có thể nhìn xem kẻ này lúc ấy bị sói đói ăn cũng là một loại đạo khác nhau cũng như đại lục mới sinh tiêu viêm lựa chọn thủ hộ cho dù biết được kết quả cuối cùng vẫn như cũ không cách nào cải biến hắn vẫn bị việc nghĩa tràng từ nan làm xuất hiện lựa chọn của mình nhìn đứa con trai ngoan cường, tiêu viêm biết được, đối với phàm nhân mà nói, toàn núi cao vạn trượng này căn bản không có khả năng lên đỉnh thành công, với lại theo sơn phong càng ngày càng cao, gió tuyết phía dưới leo lên liền càng thêm khó khăn, tiểu an một lần lại một lần ngã sấp xuống, năm ngón tay lại càng máu me đầm đìa, một thanh niên có thể có nghị lực như vậy, đã là phi thường cứng cỏi, giờ phút này tiêu an chợt vật trèo núi, sao lại không phải giống lúc nhỏ tiêu viêm từng bước một đi đến bây giờ, đến lúc một lần cuối cùng kiệt lực, tiêu an đã là đã dùng hết lực khí toàn thần, bất quá mới leo đến một phần ba núi này khoảng cách đỉnh núi xa không thể chạm, lực lượng tiêu an đến cực hạn về sau, hướng phía dưới núi rơi xuống, ép khô một tia lực lượng cuối cùng trong cơ thể, trong đầu tiêu an cũng là trống rỗng, trực tiếp hôn mê, mà trong cơn hôn mê, tiêu an đã có một giấc mơ hắn nhìn thấy một đôi vợ chồng xanh sao gầy gọt, trương kỳ không ăn uống đã là dẫn đến gầy gò, chỉ còn lại có da bọc xương, bọn hắn đi lại dã rời trong ngực còn ôm một cái hài đồng vừa xuất thế không lâu, tới phía dưới tòa núi cao vạn trượng nơi này nữ tử đem ấu tử trong ngực chăm chú ôm vào trong ngực, mười phần không bỏ. phía dưới nam tử trấn an, nữ tử cuối cùng vẫn là đem ấu tử đặt ở trên núi, sau đó đối với núi cao vạn trượng liên tục quỳ lạy, cuối cùng mới hoảng hốt ly khai, hình ảnh chuyển đổi, vợ chồng hai người đã là ngã xuống bên trong vũng máu, một đám binh sĩ lưỡi đào máu tươi cũng còn chưa khô cạn, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này thấy chết chất đầy đồng, thời kỳ loạn chiến, cho dù là bình dân cũng chưa từng buông tha, tiếng khóc của ấu tử đưa đàn sói đói đi tới, trong hình ảnh nam tử kia đem ấu tử ôm vào trong lòng, mà đây chính là đáp án mà Tiêu An mong muốn, ngủ mơ bên trong Tiêu An dần dần thức tỉnh, như lấy trước kia vô luận chính mình chịu thương thế nặng cỡ nào, tỉnh lại sau giấc ngủ liền sẽ khỏi hẳn. Lần này cũng giống vậy, trên người mặc dù còn có vết máu, nhưng kỳ thật thương thế đều đã hoàn toàn khôi phục. "Cha, con muốn tiếp tục đi sao?" Tiêu An biết được hết thảy, nhưng hắn vẫn như cũ đối với Tiêu Viêm sưng hô không có bất kỳ cái cải biến gì thậm chí tình nghĩa càng đậm, sơn hà này rất lớn, cha dẫn ta đi xem một chút đi, tiêu viêm gật gật đầu, tiêu an cười, trong mắt hắn phụ thân của chính mình không tranh quyền thế, mà giờ khắc này, lại là đột nhiên trở nên vĩ ngạn như vậy, tiêu viêm không có truyền thụ tiêu an bất luận phương pháp tu luyện gì, hắn mang theo tiêu an đi rất nhiều đại sơn, ngóng nhìn giữa thiên địa cảm thụ cuộc sống, khiêu chiến rất nhiều ngọn núi cao vút, mỗi một lần đăng đỉnh đều là đột phá, mà tiêu viêm lấy phương thức như vậy, để cho tiêu an lấy thân thể phàm nhân đi cảm thụ con đường tu luyện mọi loại gian nan hiểm trở, cuối cùng khổ tận cam lai, mấy năm về sau, Tiêu An rốt cuộc lấy lực lượng của mình, bò lên trên đỉnh núi Vạn Trượng, cho dù cái này vừa bỏ hao phí thời gian mấy tháng của hắn, nhưng hắn hiểu được dừng lại, đứng lặng ở trên đỉnh núi Vạn Trượng, trước mắt là một mảnh vân hải sáng tỏ vô biên vô tận, phảng phất đi tới đỉnh tầng mây, đưa thân vào thiên địa thế gian, cũ cuộn cuộn tâm ý này tại trên người Thiêu An lan tràn, hắn giang hai cánh tay từ từ nhắm hai mắt, đi lắng nghe cùng hưởng thụ sở khắc này, nhìn lượt sơn hà này về sau, ngươi muốn làm cái gì? Tiêu Viêm vẫn là tôn trọng lựa chọn chọn của Tiêu An, chuẩn xác mà nói, hắn muốn xem một phàm nhân Tiêu An sẽ làm ra lựa chọn như thế nào, ta muốn là một thế chi quân, Tiêu An suy tư một chút về sau, nghiêm túc nói, tốt, vậy liền là một thế chi quân, Tiêu Viêm gật gật đầu, vô tình chính là Tiêu An lại là không có lựa chọn con đường tu luyện này, Tiêu An tự hồ biết được, cha của hắn mặc kể đưa ra dạng yêu cầu gì, đều có thể thực hiện, lại lần nữa nhập thế, Tiêu An trở thành một nước chi chủ, chớp mắt hắn đã đi vào năm 30 tuổi, ngây ngô sớm đã thối lui, ở dưới trưởng khống của hắn, đất nước thịnh vượng, vốn cho là mình dạng này có thể bình loạn thế để cho thiên hạ thái bình, nhưng chiến loạn vẫn như cũ không cách nào ngăn cản còn lại vài quốc gia liên minh lực lượng đối với tiêu an quản lý quốc gia đã phát động tiến công thành phá quốc vong tiêu an áo choàng vãi ra diện mạo chật vật không thôi hắn ngửa mặt lên trời phát ra thanh âm cười khổ trên đại điện đại quân tràn vào vài thanh kiếm sắc bén được đặt trên cổ của tiêu an cha vì sao ta vẫn là không hiểu tiêu an vừa nói ra về sau một cơn gió mát đánh tới tất cả mọi người ổn định phẳng phất thời gian đình chỉ hoàng quyền khó sửa đổi thế tục cũng giống như người khó nghịch thiên mà đi nhìn thấu thuận tiện đi thôi một thế này chi quân không làm thân hình của tiêu viêm xuất hiện tiêu an đã tới tuổi trên 50, so với diện mạo của tiêu viêm nhìn còn muốn già hơn tiêu viêm đỡ tiêu an dậy mang theo hắn rời đi hoàng cung lại vào thế tục để cho tiêu an cảm ngụ rất sâu không có năm trước phóng khoáng sau đó liền tiếp theo đi sơn hà ở giữa Trăm năm về sau, Tiêu An ngồi ở trên ghế trúc, đôi mắt mở nhạt, khí thức ngắn ngủi, cha, nhân gian thật là có đời sau hay không? Tiêu Viêm đứng lặng tại bên cạnh hắn, trước mắt chính là non sông đẹp nhất, có. Tiêu Viêm kiên định trả lời, cha, cảm ơn người, cả đời này rất đặc sắc, Tiêu An tuổi già sức yếu, tính mạng của hắn đi đến điểm cuối con đường. Mà từ đầu đến cuối hắn hẳn là cũng không truy cầu qua trường sinh, một ngày nào đó đứng tại sân phong, quay đầu nhìn lại đường đã đi qua, dù là lại khó lại gian, đều sẽ cứ cười một tiếng, thậm chí may mắn, cảm thấy đây mới thực sự là cuộc sống. Tiêu Viêm trầm mặc, một trận gió nhẹ đánh tới, một thế này chính là đi đến rồi. Tiêu Viêm đứng lặng ở bên cạnh Tiêu An thật lâu, cuối cùng Tiêu Viêm đem hắn táng ở dưới ngọn núi vạn trượng, ở đây kết xuống nhân, liền ở đây chấm dứt quản này. Tiêu Viêm tại thời điểm ôm lấy ấu anh trong tà lót, kỳ thật đã sớm biết kết quả hôm nay, có thể đây chính là lựa chọn của hắn làm ra, cho dù là tình huống như vậy, Tiêu Viêm vẫn như cũ sẽ làm ra lựa chọn đồng dạng, ánh mắt phóng xa vạn sự đều bi thương. Xin chi vũ trụ, quy về con đường khác, trong lòng tiêu viêm sinh bị thương, mà theo tiêu an chết đi, trong lòng tiêu viêm phàm tâm lại lần nữa tiêu tán một chút, quay đầu nhìn lại, rất nhiều người sớm đã mai táng trong hồi ước sâu nhất, lúc này tiêu viêm xuất ra hai cái hạng nhất khí vận đàn ném vào trong miệng, mặc dù thế giới chỉ khí hư vô mở mịt, nhưng tiêu viêm có thể cảm giác được, khí vận vọt tới, cùng cái tiên ma cổ giới này lại là có liên hệ vi diệu, tại tiên ba cổ giới đoạt được khí vận, tự nhiên cũng là tiên ba cổ giới, nhưng sở ngộ chi đạo, lại là là thuộc về bản thân tiêu viêm lần này tiêu viêm chỗ hiểu ra là sinh mệnh chi đạo là hưng suy thắng bại thủy chiều lên xuống cũng là sinh tử sinh diệt khí tức của tiêu viêm thình lình đã là đạt đến bước thứ sáu giữa giác ngộ với lại tại bước thứ sáu trên cơ sở lại càng tiến thêm một bước mặc dù cảm giác không thấy thế giới chi khí tồn tại nhưng lại có thể cảm nhận được bất hủ chi lực không ngừng dung nhập vào trong huyết nhục cùng xương cốt đến đây mình xin kết thúc tập này nếu hay hãy cho mình một like một đăng ký kênh và đừng quên đóng góp những ý kiến của các bạn nhé cảm ơn các bạn nhiều trong thời gian chờ chap mới ra mình xin phép anh em làm thêm bộ vũ động càng khôn phần năm tiếp nối phần 4 tác giả mới ra hết bộ phim.